Xin chào tất cả mọi người, chúng ta quay lại với kênh YouTube của luật sư Thành Nguyễn. Tôi là luật sư Nguyễn Văn Thành, giám đốc công ty luật trách nhiệm hữu hạn Huy Thành thuộc đoàn luật sư thành phố Hà Nội. Kính thưa mọi người, là trong quá trình thực hiện tư vấn pháp luật qua hệ thống tổng đài 1900-6179 của luật Huy Thành, chúng tôi tiếp nhận được rất nhiều các cái câu hỏi, các cái nội dung yêu cầu tư vấn liên quan đến cái chủ đề bảo hiểm xã hội. Và một trong những nội dung mà chúng tôi nhận được nhiều yêu cầu nhất ấy, đó là liên quan đến việc tư vấn về các cái trường hợp được nhận bảo hiểm xã hội một lần ngay mà không cần thời gian chờ đợi. Thì tại video này chúng tôi xin phép được thực hiện các cái nội dung tư vấn liên quan để mọi người, những ai có đang có nhu cầu tham vấn về vấn đề này có thể tham khảo và thực hiện theo đúng quy định. Kính thưa mọi người, là theo quy định tại điều 1 của nghị quyết 93 năm 2015 Quốc hội 13 quy định rất cụ thể. Trường hợp người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc sau 1 năm nghỉ việc, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sau 1 năm mà không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội, khi có yêu cầu thì được công nhận bảo hiểm xã hội một lần. Và theo quy định tại điều 60 của luật bảo hiểm xã hội năm 2014 thì người lao động được nhận bảo hiểm xã hội một lần ngay mà không cần chờ đợi 1 năm tính từ ngày nghỉ việc trong các trường hợp sau đây. Trường hợp thứ nhất ấy, là đủ tuổi hưởng lương hưu mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội. Trường hợp thứ hai ấy, là lao động nữ hoặc chuyên trách hoặc hoạt động chuyên trách hoặc chuyên không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn đủ 55 tuổi mà chưa đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Trường hợp thứ ba ấy, là ra nước ngoài định cư. Trường hợp thứ tư ấy, là người đang bị mắc một trong các bệnh nguy hiểm đến cái tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ trướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn F và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế. Công an, bộ đội khi phục viên xuất ngũ thôi việc mà không đủ điều kiện để hưởng lương hưu. Như vậy là theo quy định của điều 60 của luật bảo hiểm xã hội năm 2014 thì có tổng cộng 5 trường hợp mà người tham gia đóng bảo hiểm xã hội có thể nhận bảo hiểm xã hội một lần ngay mà không cần chờ đợi trong khoảng thời gian 1 năm. Đấy, mọi người chú ý nhé. Và về cái hồ sơ để xin hưởng bảo hiểm xã hội một lần ngay thì theo quy định tại điều 109 của luật bảo hiểm xã hội năm 2014 và khoản 1 điều 6 của nghị định 166 quy định của bảo hiểm xã hội thì hồ sơ rút bảo hiểm xã hội một lần bao gồm là sổ bảo hiểm xã hội bản gốc, đơn đề nghị hưởng bảo hiểm xã hội một lần và các cái giấy tờ nhân thân khác theo đúng quy định. Và sau khi có đủ hồ sơ thì mọi người nộp hồ sơ lên cơ quan bảo hiểm xã hội cấp quận huyện hoặc cơ quan bảo hiểm xã hội cấp tỉnh nơi cư trú để được giải quyết theo đúng quy định của pháp luật. Kính thưa mọi người, là trên đây là các quy định liên quan đến những cái trường hợp được hưởng bảo hiểm xã hội một lần ngay mà không cần thời gian chờ đợi để mọi người có thể tham khảo áp dụng theo quy định. Chúng tôi hy vọng rằng là mọi người có thể ủng hộ kênh YouTube của luật sư Thành Nguyễn bằng việc đăng ký kênh, like và chia sẻ kênh của luật sư để có thể nhiều người biết đến kênh của luật sư và được tham vấn các cái kiến thức pháp luật liên quan từ luật sư Thành. Cái việc đăng ký kênh cũng có thể giúp mọi người được cập nhật liên tục thường xuyên các cái kiến thức pháp luật để phục vụ giúp ích cho cuộc sống của mỗi người. Sau cùng xin cảm ơn mọi người rất nhiều.